Chờ ta tìm ra đáp án cho những thắc mắc thì ta sẽ trở về. Hãy chuyển lời của ta tới bệ hạ. Nó nói sao? Thái tử đã nói những gì? Chiến tranh không phải là cách giải quyết tốt nhất. Hãy nói với mẹ của ta, mặc dù con chưa từng thấy mẹ ruột của mình, nhưng mà mẹ càng quan trọng hơn. Ơn dưỡng dục của mẹ còn mãi khắc ghi ở trong lòng. Hãy nói với anh họ của ta rằng, từ nhỏ đến lớn, chính sự ngưỡng mộ nơi anh ấy đã khiến ta trở nên mạnh mẽ. Ta biết là anh ấy rất là yêu thương ta. Ngoài ra, cũng chuyển lời đến Gu Ba. Ta vô cùng cảm kích. Nàng có thể hiểu cho hoàn cảnh khó khăn của ta. Mỗi người vợ đều hết lòng giúp chồng thực hiện nguyện vọng của mình. Nhưng mà chỉ có nàng mới có thể chia sẻ tất cả những nỗi ưu sầu của ta. Nàng biết rõ ta sẽ ra đi, nhưng mà cũng không hề níu kéo ta. Nếu có một ngày ước nguyện của ta được thành tựu, muôn người trong thế gian cũng không thể nào báo đáp được sự hy sinh của nàng. Love.